các nhà khoa học đã tạo ra một con cá biết bơi bằng cách đặt các tế bào tim được tạo ra từ tế bào gốc xung quanh một khuôn cá tổng hợp. Thiết bị cá sinh học này có thể di chuyển xung quanh khi các tế bào co lại, giống như chúng hoạt động trong một trái tim sống khi nó đập. Nghiên cứu này đưa các nhà điều tra tiến một bước gần hơn đến việc phát triển một máy bơm nhân tạo có thể cấy vào những người bị bệnh tim và có thể cải thiện các mô hình nghiên cứu về các rối loạn như rối loạn nhịp tim. Công việc đã được báo cáo trên Science. Cuối cùng, các nhà nghiên cứu muốn tạo ra một trái tim nhân tạo để thay thế một trái tim dị tật ở trẻ em, tác giả nghiên cứu cấp cao Kit Parker, giáo sư về kỹ thuật sinh học và vật lý ứng dụng của gia đình ta tại Trường Kỹ thuật và Khoa học ứng dụng Harvard John A. Paulson cho biết. Parker giải thích, trong khi công việc trước đây tập trung vào việc tái tạo trái tim như chúng ta biết, nỗ lực này đã chuyển sang một mô hình lý sinh sử dụng các cơ chế của trái tim làm tiêu chí thiết kế. Bằng cách thử nghiệm hệ thống của họ với một con cá đang bơi, các nhà nghiên cứu sẽ dễ dàng xác định liệu quá trình sáng tạo của họ có thành công hay không. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng các mô tim được tạo ra từ tế bào gốc để chế tạo một thiết bị tự trị. Hai lớp tế bào cơ được đặt ở mỗi bên của một cấu trúc nhân tạo giống như vây đuôi. Vì vậy, khi một bên co lại, bên đối diện sẽ giãn ra. Khi sự căng cơ xảy ra, nó mở ra một kênh protein nhạy cảm với chuyển động, tạo ra một cơn co thắt. Sự co lại đó gây ra một đợt giãn khác. Và chu kỳ tiếp tục diễn ra theo một vòng khép kín khiến cá di chuyển trong hơn 100 ngày. Đồng tác giả nghiên cứu đầu tiên Kyu Yong Lee, tiến sĩ, một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ của Xi, cho biết. Kết quả làm nổi bật vai trò của các cơ chế phản hồi trong các máy bơm cơ như tim. Với cách tiếp cận này, các nhà nghiên cứu cũng tạo ra một cầu nối sinh học có thể điều chỉnh tần số nhịp điệu của các cơn co thắt hoạt động giống như một máy điều hòa nhịp tim. Khi nó được kết hợp với các lớp cơ, một chuyển động phối hợp và liên tục là hoàn toàn có thể. Cá sinh học cũng được cải thiện theo độ tuổi, biên độ co cơ, tốc độ bơi và sự phối hợp tăng lên trong tháng đầu tiên trong khi các tế bào cơ tim đạt đến độ 9. Các giống cá sinh học cuối cùng đã đạt được kỹ năng bơi lội sánh ngang với cá ngựa vằn hoang dã. Các nhà nghiên cứu hiện đang làm việc trên các thiết bị kết hợp sinh học phức tạp hơn để tái tạo bộ máy sinh học phức tạp được thấy trong tự nhiên một cách trung thực hơn. Tôi có thể tạo ra một trái tim mô hình từ Play-Doh, điều đó không có nghĩa là tôi có thể tạo ra một trái tim. Bạn có thể phát triển một số tế bào khối u ngẫu nhiên trong đĩa cho đến khi chúng cuộn lại thành một cục đau nhói và gọi nó là organoid tim Parker. Theo thiết kế, cả những nỗ lực đó sẽ không tóm tắt lại tính chất vật lý của một hệ thống hoạt động hơn 1 tỷ lần trong suốt cuộc đời của bạn trong khi đồng thời xây dựng lại các tế bào của nó một cách nhanh chóng. Đó là thách thức, đó là nơi chúng ta phải làm việc. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!